chào Tô Lâm, chào anh Nguyễn Phú Trọng và anh Trần Đệ Quang, anh Nguyễn Xuân Phúc. Dạo này tôi sợ quá rồi vì bị lính của các anh công an, đảng viên Đảng Cộng sản khủng bố làm tôi sợ quá rồi, tôi không dám quan tâm đến chính trị nữa. Tôi chỉ quan tâm đến chính em thôi. Hiện nay khi mà lực lượng công an của các anh ấy là của lính của anh Tô Lâm ấy là nhận lệnh của anh Nguyễn Phú Trọng, là bởi vì công an là lực lượng thanh gươm lá chắn của Đảng Cộng sản mà, thì đang bao vây nhà của anh Nguyễn Văn Trội đấy, bao vây khủng bố vợ con của anh Nguyễn Văn Trội, rồi là ném gạch đá vào nhà làm vỡ kính, rồi đe dọa khủng bố tinh thần mấy đứa trẻ. Thực sự tôi thấy nó rất là hèn anh ạ. Rồi mục sư Nguyễn Công Chính ở trong Gia Lai thì đã bị các anh bắt vào tù, nhét vào tù mười mấy năm. Bây giờ còn có một người đàn bà với 4-5 đứa trẻ con ở nhà. Thế mà công an các anh bao vây đánh đập mẹ con nhà chị Hồng như thế, các anh không cảm thấy xấu hổ sao? Bản thân tôi đã bị lực lượng công an, đảng viên Đảng Cộng sản của các anh là đánh đến gãy chân, rồi đánh đổ máu mũi, máu mồm, hay cướp đủ các loại tài sản rồi. Bây giờ nhìn thấy cái cảnh mà chị Hồng với mấy đứa trẻ con của mục sư Chính đấy, vợ con của mục sư Chính đấy, bị các anh tấn công như vậy, thực sự tôi cảm thấy các anh nhục quá. Tôi không quan tâm đến chính trị đâu, tôi chỉ quan tâm chính em thôi. Chính vì vậy tôi gọi các anh là anh nhé, là anh Tô Lâm, anh Trần Đại Quang, rồi anh Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ không biết là các anh như thế nào nhỉ? Ai lại đàn ông đàn an gì, công an, đảng viên Đảng Cộng sản cầm quyền gì đấy, các anh bảo là Đảng Cộng sản cầm quyền tuyệt đối, rồi cái giờ là kể cả quân đội cũng do anh Nguyễn Phú Trọng mà quay cai quản mới chỉ đạo, mà đất nước thì đang lâm nguy, Trung Quốc thì xâm chiếm biển đảo, rồi là lũ lụt thì đang làm chết 235 người, rồi là cái tổng thiệt hại lên tới 37.000 tỷ. Thế mà chả thấy các anh đưa ra cái là quốc tang, quốc tiếc gì cho những nạn nhân của Việt Nam bị chết do lũ lụt, mà lũ lụt này là nhân tai chứ không phải thiên tai nhá, do các cái hồ thủy điện xả lũ ồ ạt nhá. Mà cái xả lũ ồ ạt này là do đâu, cũng do anh Nguyễn Phú Trọng cầm đầu mà. Vì cái gì anh đòi anh quản lý hết mà. Anh Trọng ơi, anh là đàn ông ấy, là một thằng đàn ông, một thằng mà quản lý cả cái đất nước này, mà sao anh làm những cái trò ruồi vu vậy? Anh bắt cả dân tộc đi quốc tang, là một ngày quốc tang cho ông Fidel Castro, một người ở bên tận Cuba. Còn dân Việt Nam là những người đóng thuế nuôi anh bị chết tràn, chết ngập do xả lũ, do anh là cái người quản lý, thì anh thấy im re à? Hay là Formosa nó xả thải hủy diệt cái môi trường biển của miền Trung đấy, làm ảnh hưởng hết bao nhiêu mạng người, rồi nguồn sống của biết bao nhiêu người dân ở đấy, thì anh im re, anh nhận mỗi cái tượng Hồ Chí Minh bằng vàng của Formosa nó tặng đấy, thế là anh bỏ mặc người dân. Anh lại còn anh bước chân vào cái Đảng ủy Bộ Công an, thế là anh lại còn sai công an đi đánh đập, đi đàn áp người dân, người ngư dân mà đi khiếu kiện ấy, câu kiện yêu cầu Formosa bồi thường ấy, với lại đóng cửa Formosa ấy. Rồi bất cứ ai mà nói lên những cái sai phạm của Đảng Cộng sản cầm quyền thì các anh lại cho công an đến để tấn công, đánh đập rồi. Các anh tôi hỏi thật, anh không thấy xấu hổ à? Các anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, khi bước chân vào Đảng Cộng sản thì các anh đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Đấy, còn bây giờ đấy là công an các em cứ bảo là các em chỉ là nhận nhiệm vụ thôi, nhưng mà nhiệm vụ gì mà 40-50 thằng đàn ông công an to cao lực lưỡng đi bao vây khống chế nhà một người đàn bà với mấy đứa trẻ con, xong rồi lại còn ném gạch đá đất đai vào nhà, phá cửa kính rồi ầm ầm mới vào nhà người ta là làm sao? Tôi lấy lại làm gì thì làm, các anh cũng là con người. Các anh có mẹ không? Các anh có vợ, có con không? Các anh chắc chắn là cũng phải chui ra từ lỗ lờ của người đàn bà, mà tại sao các anh lại đi ác với cả một người đàn bà như vậy? Chị Hồng với cả mấy đứa trẻ con ấy, làm gì nên tội với các anh mà sao các anh ác vậy?
hay là vợ con anh Nguyễn Văn Trội cũng thế, ở Hà Nội nhé, đây trung tâm Hà Nội nhá, ở Thường Tín đấy ạ. Đấy thì tại sao lại như vậy? Làm gì thì làm, để lại cái nhân đức đi mấy anh công an ơi. Tôi bây giờ tôi chả dám làm chính trị nữa, tôi chỉ dám làm chính em thôi, tôi phải gọi các anh bằng anh rồi đấy. Trong khi những cái hành vi của các anh thực sự mà nói là nó không xứng đáng để mà được gọi làm anh đâu, nhưng vì tôi sợ quá, vì các anh cứ dùng cả một lũ công an, cả cái ngành công an, mà ngành công an của các anh không biết là bao nhiêu người nhỉ. Bởi vì tôi lên mạng tra chả thấy thống kê ra là bao nhiêu người, tôi thấy nhiều quá, hay là nhiều quá mà các anh cũng quản lý không hết nữa. Nhưng mà bất cứ một cái trận chiến nào thì cái nếu muốn muốn là một trận chiến công bằng, một trận chiến đích thực ấy, thì phải là cân sức cân tài. Chứ đằng này các anh cứ cậy là đảng viên Đảng Cộng sản, cứ cậy là công an mà kéo cả đàn cả lũ đi để tấn công một người đàn bà với mấy đứa trẻ con như vậy, đấy đâu phải là một trận chiến. Các anh có vũ lực, các anh có nhà tù, các anh có tòa án mà sao lại làm việc hèn hại thế? Thực ra tôi nói thật này, ngày xưa các anh cũng từng là trẻ con, các anh cũng từng được mẹ ôm ấp yêu thương, rồi cũng được bú mớm. Vậy mà bây giờ các anh đi tấn công một người phụ nữ đang nuôi mấy đứa trẻ như là chị Hồng, vợ mục sư Nguyễn Công Chính, trong khi các anh đã bắt mục sư Nguyễn Công Chính nhét vào tù một cách hết sức là vô cớ, xong là ở trong tù thì lại còn đầu độc mục sư Chính nữa. Và bây giờ các anh lại còn đi hãm hại mẹ con nhà chị Hồng, là vợ của mục sư Chính đấy. Tôi thấy nó không có xứng đáng. Thế rồi như vợ của anh Trội với cả mấy đứa trẻ con ở trong nhà, họ đâu có tội tình gì với các anh, mà các anh lại làm ba cái trò dùng cả một lũ đàn ông. Dùng cả một lũ đàn ông. Mà thực sự là cái hèn của các anh là cái gì? Cái hèn của các anh là không dám mặc sắc phục công an, nhưng không dám mặc sắc phục mà đi tấn công người phụ nữ, mấy đứa trẻ con ở trong nhà như vậy thì nó không còn là một cái trò gì cả. Trong khi trẻ con giờ này là nó phải đi học, các anh hôm nay có thể khoác lên mình bộ quần áo công an là bởi vì các anh cũng đã từng được mẹ lúc còn thơ bé, như con của anh Trội, con của mục sư Chính đấy, thì là con của chị Hồng, con của vợ anh Trội, là các anh cũng được mẹ ôm ấp, mẹ đưa đi học, rồi cũng được đi ăn học, thì hôm nay các anh mới có thể khoác lên mình bộ quần áo công an, trong túi mới có cái thẻ ngành công an để mà đi tấn công mấy đứa con của chị Hồng, mấy đứa con của anh Trội như vậy chứ. Thực sự mà nói, cứ bảo là tôi không dám quan tâm đến chính trị, nhưng tôi chỉ có thể quan tâm đến chính em, chính anh. Các anh tệ quá. Rồi đây bây giờ người dân Việt Nam thì cứ thờ ơ, nói là à không sao đâu, mọi thứ đã có đảng và nhà nước lo. Trong khi miếng cơm của mình bị đảng và nhà nước cướp thì lại chả thèm quan tâm đến. Suốt ngày cứ phải hụt mặt, cắm đầu cho đất, cắm lưng cho trời, để mà làm việc kiếm tiền để đóng thuế nuôi đảng viên Đảng Cộng sản, không để rồi mọi thứ họ cướp hết. Đây bây giờ Hà Nội thì đang ô nhiễm nặng đây, ô nhiễm không khí đấy, vì đâu? Đảng Cộng sản cầm quyền cái chị mà. Rồi ạ. Mà anh Trọng ơi, sao anh tham thế, anh làm tổng bí thư Đảng Cộng sản rồi bây giờ anh còn đòi quản lý hết cả quân đội, trong khi quân đội thì lại bảo là quân đội nhân dân, trong khi lại anh lại bảo là phải để Đảng Cộng sản quản lý hết. Đảng Cộng sản lãnh đạo, không có chia cho bất cứ tổ chức cơ quan nào quản lý. Thế mà bây giờ đây đất nước thì là biển đảo thì là đang bị Trung Quốc nó xâm chiếm. Đất liền thì giao cho Trung Quốc, những cái phần trọng yếu của đất nước thì cho Trung Quốc nó thuê bố nó rồi còn đâu nữa. Ăn như vậy chưa đủ sao? Tôi hỏi nhá, bây giờ Đảng Cộng sản bán đất đai biển đảo dâng cho Trung Quốc để xin viện trợ, để vay tiền, hay là những cái khu rừng đầu nguồn thì cho Trung Quốc thuê lấy tiền, cái khu vực Vũng Áng thì cũng cướp đất của dân để cho Formosa thuê lấy tiền đút túi. Đảng Cộng sản ăn thế chưa đủ sao mà còn đi cướp bóc của dân tràn lan vậy? Đến bây giờ là đến cái
nguồn sống, cái quyền tự do của người phụ nữ với mấy đứa trẻ con nữa, là vợ con của mục sư chính với cả vợ con của anh Nguyễn Văn Trội mà còn bị các anh ăn cướp như thế này, thì tôi không hiểu là Đảng Cộng sản ăn xong cái dạ dày của Đảng Cộng sản gì mà nó lại tham thế, ăn mãi mà không thấy chán à, không thấy đủ à, rồi ăn luôn cả cái quyền tự do đi lại, cái quyền sống, quyền làm người của vợ con anh Trội, vợ con mục sư chính, thế là làm sao? Ngay cả cái băng vệ sinh của g tôi mà Đảng Cộng sản các anh đói ăn đến mức mà còn phải cướp để giành giật chia nhau để ăn nữa, thì tôi không hiểu làm sao nữa cả. Thôi anh Trọng ơi, làm gì thì làm, để lại chút nhân đức đi. Rồi anh Tô Lâm ạ, làm gì làm, ai lại sai lính đi đi đàn áp phụ nữ và trẻ con như vậy, nó không có xứng đáng đâu. Các anh giỏi, tôi nói này, các anh giỏi thì đi 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 chống lại Trung Quốc đang xâm chiếm biển đảo kìa, các anh giỏi thì các anh đi giải quyết cái vấn đề Formosa nó xả thải, hủy diệt cả cái dân tộc này, hủy diệt môi trường biển, hủy diệt cái nguồn sinh sống của ngư dân ở miền Trung kia kìa, hay là đi xử lý cái vấn đề mà các cái đập thủy điện nó xả lũ kìa, như thế mới xứng đáng là những thằng đàn ông, những thằng lãnh đạo đất nước, chứ ai lại đi tấn công đàn áp những người phụ nữ và mấy đứa trẻ con, nó không xứng đáng đâu mấy anh ơi. Thôi nhá, tôi không làm chính trị đâu, tôi chỉ làm chính em như vậy thôi nhá,